Trên đường chinh phục hạng cân thứ 7, Manny Pacquiao một lần nữa chứng minh tuy nhỏ nhưng sức mạnh không nhỏ. Miguel Cotto là một mẫu võ sĩ mà chinh phục cực kỳ yêu thích vì tinh thần chiến đấu rất chiến binh và kỹ thuật rất chuẩn. Hôm nay, chinh phục sẽ phân tích trận đấu giữa Manny Pacquiao và Miguel Cotto. Thể trạng của Cotto to hơn hẳn Pacquiao, nên vào đầu hiệp Cotto gây sức ép lên Pacquiao và chẳng màng đến sức mạnh của Pacquiao. Cho đến khi vào hiệp 3, Pacquiao tìm ra điểm hở của Cotto. Các bạn để ý khi Pacquiao quăng đầu 1-2 thì Cotto bị lộ điểm hở. Pacquiao liền khai thác ngay và hạ knockdown Cotto bằng cú chap sau đòn 1-2 đó. Knockdown đối thủ bằng cú chap là một điều mà rất ít ai làm được trong boxing. Pacquiao phát hiện ra là mình có thể tải đòn của Cotto nên đã đứng lại sòng phẳng với Cotto. Vào hiệp 4, Cotto bị Pacquiao tấn công và ép vào dây đài. Cotto quyết định không để cho Pacquiao uy hiếp, nhưng không may lọt vào bẫy của Pacquiao khi lao thẳng vào cú pull, right hook, left uppercut và dẫn đến tình huống knockdown lần 2 trong trận đấu. Trong trận này, Pacquiao tuy nhỏ hơn nhưng lại có sức mạnh và khả năng chịu đòn tốt hơn hẳn Cotto. Sau hai cú knockdown thì thế trận bắt đầu nghiêng hẳn về Pacquiao. Pacquiao gây sức ép bằng cú left hand đầy quyền lực và suýt nữa knockdown Cotto lần 3 vào hiệp 6. Pacquiao tiếp tục uy hiếp Cotto bằng tốc độ và sức mạnh của mình. Đến hiệp 8, chúng ta bắt đầu thấy được sự chênh lệch rõ rệt khi trận đấu chỉ diễn ra có một chiều. Pacquiao như một cỗ máy xe tăng dồn ép Cotto và Cotto phải lùi và di chuyển để sống sót. Cotto chạy khắp sàn buộc Pacquiao phải sử dụng chiến thuật khiêu khích. Và cũng có khi đứng lại để Cotto không chạy nữa. Pacquiao hoàn toàn kiểm soát trận đấu và Cotto thì không đỡ nổi các pha tấn công liên tục của Pacquiao. Đến hiệp 12, trọng tài buộc phải can thiệp để bảo vệ Cotto khỏi chấn thương và Pacquiao chiến thắng TKO trước nhà vô địch hạng cân welterweight Miguel Cotto. Chỉ 900k một tháng để tập boxing với trình sư phụ tại các chi nhánh của Trick Boxing, Trick Boxing quận 7, Trick Boxing Tân Phú, Trick Boxing Hà Nội. All day, every day.